Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Phim. Nếu bây giờ mình hỏi bạn, hình mẫu người yêu lý tưởng của bạn là gì, không biết bạn sẽ trả lời như thế nào? Giả dụ bây giờ bạn có khả năng tạo ra được một chàng trai đúng như những gì mình muốn và quyết định theo những gì mình cho là phù hợp, bạn có sử dụng khả năng đó hay không? Mình thì chắc là có, nhưng sau đây thế nào thì mình cũng không dám chắc nữa, vì đôi khi lý tưởng chưa chắc đã khớp với đời thực. Đó dường như cũng chính là câu chuyện trong Ruby Spark, hay còn được biết đến với tựa Việt là Cô Gái Trong Mơ. Có nhiều khía cạnh thú vị để bàn luận về tác phẩm này, nhưng ngày hôm nay mình muốn nói về vấn đề mà vương mắc trong mình nhiều nhất. Sau khi xem phim, câu hỏi mình tự đặt ra cho bản thân đó là mình có đang quá ích kỷ trong tình yêu hay không? À, và video này cũng sẽ mở đầu cho một chuyên mục mới sẽ thường xuyên lên sóng trong thời gian tới trên Phê Phim, đó là Phê Tình Cảm, nơi chúng ta nói về những bộ phim tình cảm đem lại cho khán giả thật nhiều cảm xúc. Mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình trong chuyên mục mới này nhé. Mình là Sương Mai và chúng ta cùng bắt đầu nào. Ruby Spark mở đầu với những hình ảnh mang tông cam rực rỡ của một giấc mơ huyền ảo với một cô gái có mái tóc hùng đỏ, mặc một chiếc váy dài thướt tha và sở hữu một giọng nói nũng nịu ngọt ngào. Cô ấy đúng là cô gái trong mơ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi cô chủ động bước về phía chàng trai, chủ động tìm kiếm chàng trai, để rồi ngay sau đó, phim đưa ta về với thực tại của Calvin. Calvin, một tiểu thuyết gia trẻ tuổi, đang loay hoay giữa áp lực của việc nổi tiếng quá sớm cùng nỗi ám ảnh sau khi chia tay với bạn gái cũ của mình. Anh cố gắng tìm kiếm cảm hứng để viết tiếp, nhưng dường như ngôn ngữ chưa quay lại với anh. Cho đến khi những giấc mơ kỳ lạ liên tục đến với Calvin, tất cả đều xoay quanh một cô gái lạ lẫm với những cuộc hội thoại như không đến từ đời thực. Nắm bắt được điều đó, Calvin viết lại tất cả và bắt đầu tạo nên một cô ấy của riêng mình với cái tên Ruby Spark. Anh vẽ cho cô một câu chuyện riêng, một tính cách riêng. Qua câu chữ của anh, nàng trở thành một họa sĩ tự do, 26 tuổi, đến từ Ohio, và nàng yêu say đắm nhân vật nam chính có tên là Calvin. Không rõ vì rất lâu rồi mới tìm lại được cảm hứng viết lách, hay do quá tập trung vào những trang bản thảo mà Calvin dần dần có những cảm giác như đang tương tư chính cô gái do mình sáng tạo nên. Kỳ diệu thay, một sáng thức dậy, Calvin bất ngờ thấy Ruby trong căn hộ của mình y hệt như những gì anh đã miêu tả trong trang sách. Và thế là cô gái trong mơ chính thức bước ra khỏi tâm trí của Calvin và hiện diện trong cuộc sống thực của anh chàng. Một trong những sự thú vị của Ruby Spark khiến bộ phim tách mình ra khỏi phần đông các phim hài tình cảm Mỹ hoặc những phim ngôn tình của châu Á chính là việc phim đặt điểm nhìn nhân vật là một chàng trai mơ mộng. Nếu bạn để ý sẽ thấy, đa phần phim tình cảm đều thường lấy góc nhìn nhân vật nữ và thể hiện ước mơ của phụ nữ trong tình yêu. Nhưng Ruby Spark đưa ta đến với một thế giới khác, đó là thế giới tâm tư khi yêu của chính những chàng trai. Họ cũng cần được mơ mộng, họ cũng muốn khao khát về một hình mẫu lý tưởng nào đó. Họ cũng có quyền được ngốc nghếch và dại khờ trong câu chuyện tình cảm mà mình lựa chọn. Tình yêu đâu chỉ là giấc mơ của phái đẹp. Cả những người đàn ông cũng có cho riêng mình một giấc mơ về tình yêu, dù họ không mấy khi thể hiện ra điều đó, hoặc họ chưa có cơ hội để bộc lộ. Dù phim lấy tên nhân vật nữ chính của chúng ta, nhưng phim không chỉ về phái nữ. Ruby Spark giống như một biểu tượng cho giấc mơ của người đàn ông trong tình yêu, khi ta có quyền năng được tự mình tạo nên một cô gái trong mơ của riêng mình. Liệu Calvin có hài lòng với cô gái mà chính anh đã tạo nên hay không? Về lý mà nói thì câu trả lời buộc phải là có. Nhưng về tình thì rồi chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Nhất là khi Calvin biết rằng chỉ cần mở máy đánh chữ ra và viết, cô ấy sẽ lại thay đổi theo ý muốn của mình. Lúc mới yêu luôn là giai đoạn hoàn hảo và ngọt ngào nhất, nhưng không phải vì lúc đó ta yêu người ấy nhất đâu, mà bởi vì khi ấy ta chưa hiểu rõ về nhau nên mọi cảm xúc đều tưởng như thật trọn vẹn. Chúng ta luôn giữ một hình tượng nhất định, chúng ta chưa dám bộc lộ bản thân quá nhiều, chúng ta dè dặt bước chân vào thế giới của đối phương và cho phép đối phương được biết những gì mà ta muốn họ biết. Nhưng lâu dần theo thời gian, sự thật về nhau dần dần được hé mở và không phải cặp đôi nào cũng học được cách chấp nhận và cảm thông để có thể cùng nhau bước tiếp. Mọi thứ lúc mới đầu cũng thật hoàn hảo với Calvin. Từ một nhà văn lập dị, cô đơn trong thế giới của những người viết, thất bại trong giao tiếp ngoài đời thực và thường xuyên phải đi điều trị tâm lý, anh trở nên bận rộn và tràn đầy nhiệt huyết với Ruby, cô bạn gái đáng yêu, ngọt ngào và toàn tâm toàn ý dành cho anh. Thế nhưng, giấc mơ nào rồi cũng có thể rẽ hướng trở thành một cơn ác mộng nếu bạn không đủ sẵn sàng cho sự thay đổi bất ngờ của nó. Ruby không chỉ là một cô gái trong sách vở, thế nên khi bước ra ngoài đời thực, cô vẫn là một người có cá tính, có suy nghĩ và có thế giới tâm hồn riêng biệt. Những bất đồng từ đây xuất hiện nhiều hơn và Calvin cảm thấy
không thể kiểm soát cô và mối quan hệ với cô như khi anh viết bản thảo nữa. Dù đã tự dặn lòng mình là sẽ tận hưởng mối quan hệ, nhưng thử hỏi chính mỗi chúng ta, nếu bạn có khả năng thay đổi người ấy theo ý mình, bạn có cất khả năng đó trong hộp tủ và lãng quên nó hay không? Calvin dĩ nhiên không thể làm thế được, và anh tiếp tục viết, thay đổi những điểm anh chưa hài lòng với Ruby. Thật ra, tâm lý vỡ mộng trong tình yêu là một trạng thái quá đỗi bình thường, vì không có ai là hoàn hảo cả. Bản chất của tình yêu là sự thay đổi để hòa hợp với nhau, nhưng nhân vật chính của chúng ta lại muốn sử dụng quyền năng đặc biệt để đẩy trách nhiệm thay đổi hoàn toàn cho người còn lại. Mỗi lần không vừa ý, anh tiếp tục sửa đổi, rồi viết, rồi lại sửa đổi. Anh muốn biến cô ấy thành một người đúng như ý muốn của mình. Nhưng thật rắc rối, khi dù anh có sửa bao nhiêu lần đi chăng nữa, Ruby vẫn khiến anh cảm thấy không hoàn hảo. Lúc thì cô quá mạnh mẽ và độc lập, khi thì cô quá ủy mị yếu đuối, có lần cô lại quá lười biếng và chảnh mảng. Và rồi cứ thế, cô ấy đâu có còn là cô gái mà anh đã từng nhập tâm đến mức đem lòng yêu lúc ban đầu. Mỗi khoảnh khắc Calvin tiếp tục sửa đổi bản thảo, đó thật ra là một lần thất bại trong giao tiếp của anh với người mình yêu. Sự thất bại này chắc hẳn khiến rất nhiều khán giả tìm được sự đồng cảm, bởi ai trong chúng ta chẳng từng có lúc thất bại trong việc kiểm soát một mối quan hệ nào đó. Những lúc như vậy, ta thường có phản xạ đổ lỗi cho đối phương và tự biến bản thân trở thành nạn nhân để giảm bớt cảm giác tồi tệ cho chính mình. Mà thực chất, chỉ là ta đang né tránh nhìn thẳng vào vấn đề của cả hai để cùng nhau giải quyết. Thói quen đổ lỗi và muốn người ấy thay đổi hoàn toàn theo ý muốn bản thân, mình gọi đó là một sự ích kỷ. Theo từ điển tiếng Việt, ích kỷ là khi bạn đề cao và xem trọng lợi ích của bản thân một cách thái quá, mà không xem trọng nhu cầu và mong muốn của đối phương. Không ai muốn nhận mình là người ích kỷ, cũng không ai muốn yêu một người ích kỷ. Nhưng dường như đây lại là một trong những sai lầm lớn nhất trong tình yêu mà mình nghĩ đa phần chúng ta đều gặp phải, đặc biệt với mối tình đầu hoặc khi chúng ta chưa có nhiều trải nghiệm thực sự yêu để biết cách yêu một người. Chúng ta bước vào mối quan hệ với một cái tôi cá nhân đầy mạnh mẽ. Ta yêu như đối đầu với người mình yêu, khi cả hai đều muốn mình là kẻ chiến thắng và người kia phải thay đổi theo ý muốn của mình. Ta muốn đối phương tôn trọng mình, mà đôi khi quên mất rằng mình đang thiếu sự tôn trọng với những gì họ mong muốn. Ở phần đầu của phim, chắc hẳn bạn cũng sẽ như mình, rất cảm thông và thương cho chàng trai tài năng, hiền lành mà chịu nhiều mất mát như Calvin. Nhưng càng về sau, ta càng hiểu ra rằng những chuyện xấu xảy đến không phải do cuộc đời trêu ngươi anh, mà do bản thân Calvin đã cư xử tệ với cuộc sống của chính mình. Anh gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc và anh vô tình đặt áp lực lên tất cả mọi người xung quanh. Calvin khó chịu với cha dượng vì không hợp với lối sống phóng khoáng của ông. Anh tự tách mình ra khỏi tình yêu của mẹ chỉ vì thấy bà đã thay đổi mà không hề nhận ra rằng bà đang hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Hay việc anh trong thâm tâm luôn trách móc người bạn gái cũ đã bỏ mình đi mà bỏ sót một sự thật rằng chính anh là người đã không mở lòng nhiều hơn trong mối quan hệ cũ. Dường như chính vì quá cô độc, Calvin tạo nên một lá chắn phòng thủ với mọi người xung quanh, đồng thời muốn mọi người phải cảm thông cho mình, trong khi tự anh lại không biết cách thông cảm với người khác. Những thiếu sót trong tính cách của Calvin càng được khẳng định trong mối quan hệ với Ruby. Ngay khi có vấn đề, anh không tìm cách đối thoại để giải quyết, không tự ngẫm lại bản thân để thay đổi, không tự nhìn nhận xem vì sao mọi thứ lại chưa hoàn hảo mà lại chọn cách viết lại cô gái mình yêu. Nhưng rồi, mình tự hỏi, Calvin có thật sự hạnh phúc với mối quan hệ mà anh được toàn năng thay đổi người ấy theo ý muốn? Ruby có thể chấp nhận chuyện bản thân chỉ là một sản phẩm được sáng tạo và nhào nặn bởi chính người mình yêu. Người ta muốn gì, mình sẽ trở thành như thế, chẳng khác gì một người máy không có quyền tự lựa chọn và quyết định. Mọi giấc mơ sẽ luôn mâu thuẫn với đời thực nếu bạn không thật sự cố gắng. Đôi khi, chỉ cần tiến thêm một bước, mọi mộng mơ ngày nào sẽ trở thành ác mộng và cả những ái ân trong khoảnh khắc cũng đều trở nên vô nghĩa mà thôi. Đó chính là lúc Calvin nói cho Ruby biết về sự thật, là lúc mà giấc mơ anh từng xây dựng nên chỉ còn là những mảnh vỡ chắp vá đầy nuối tiếc. Chúng ta không ai có quyền năng đặc biệt là có thể chỉ bằng viết lách thay đổi người mình yêu theo ý của mình. Và bạn thấy đó, quyền năng ấy vẫn không thể giải quyết được vấn đề của tình yêu hay của một mối quan hệ, vì một mối quan hệ cần sự đối thoại, cảm thông và chấp nhận. Không ai hoàn hảo cả, nên chúng ta mới mong đợi một người sẵn sàng yêu mình cả những khi mình rạng rỡ nhất, đồng thời cũng không bỏ rơi mình những lúc mình xấu xí, yếu đuối hoặc lập dị nhất. Sự chấp nhận với những gì không hoàn hảo ở đối phương, theo mình là một trong những minh chứng rõ ràng cho thấy bạn sẵn sàng học cách yêu chân thành. Và đó chính là điều mà mình học được từ Ruby Spark. Mong rằng video ngày hôm nay sẽ đem đến cho bạn một góc nhìn thú vị về tác phẩm này.
Bạn nghĩ gì về bộ phim? Hãy để lại bình luận để chúng ta cùng trò chuyện thêm với nhau nhé. À, và bạn muốn bộ phim nào sẽ lên sóng tiếp theo trong chuyên mục Phê Tình Cảm? Hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng Sương Mai trong video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn sớm gặp lại trên Phê Phim. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.